Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một dự án đến từ uh, à, à, tham gia dự án này đó này thì mọi người sẽ ăn chia phôi giải thưởng là 1 triệu 300 000, 000 token GLR mọi nhá. nhé. Dự án này có 13.000 người may mắn sẽ nhận được token nên anh em cố gắng tham gia dự án cho mình nhé. Dự án làm trên biểu mẫu glm meo Đầu tiên mọi người vào đây, mọi người follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên này. Ở đây mình đã follow rồi thì nó sẽ tích nhá. Nếu chứ mọi người chưa follow thì nó sẽ bắt mọi người follow. Retweet là bài đăng. Bấm tweet lại. Rồi, thả tim. Ok, quay trở lại AdWords. Tích vào con tin luôn. À, visit website. Visit kênh Facebook rồi, sau đó quay trở lại bấm vào con tin luôn. Rồi vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, sau đó tích vào đây. Bấm mũi tên. Kéo xuống dưới bấm ô vuông. Sau đó bấm hoàn thành. Ok. Ở đây chat cho mình một từ. Rồi, kéo sang phải này. Đã xong mọi người nhé. Quay trở lại Adot. Tích vào con tin. Rồi vào kênh group Telegram và kênh... Rồi vào kênh group Telegram này. bấm tham gia sau đó chat cho mình từ đây nếu như nó bắt verify tài khoản thì mọi cần verify nhé rồi quay trở lại edot mọi người sẽ gửi username kênh tay mọi người vào đây cho mình tiếp đến do vào kênh trên new bấm tham gia rồi quay trở lại tiếp tục bấm vào con tin ok Địa chỉ ví thì mọi người sẽ lấy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC của mọi người ở trên ví LED hoặc là ví MetaMask. Vào đây sao chép địa chỉ ví. Sau đó quay trở lại Eros. gửi địa chỉ ví vào đây. Tích vào con tin. Ok. What you ID. Ở đây mọi người sẽ gửi username kênh Twitter mọi người vào đây này. sau đây báo tin rồi là link duy tít tác ba người bạn friend mở cái bài đăng này à. thì mọi người sẽ vào là kênh twitter ở cái link duy này mọi người sẽ gắn thẻ ba người bạn link này Rồi bấm đăng tweet lại Sau đây bấm vào tweet xem Mọi người sao chép lại cái link duy tít này Ok quay trở lại Erod Gửi cái link duy tít vào đây Sau đây bấm con tin. Rồi và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link tweet Để mọi người chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án Erod này nhé Đây dự án sẽ có 13.000 người may mắn sẽ nhận được token Cảm ơn mọi người đã xem video Tạm biệt mọi người Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại